Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với em trong cái video này. Và quý vị đang xem video thì hãy cho em một like. Và nếu như quý anh chị và các bạn lần đầu tiên theo dõi được video thì hãy bấm like. Và nếu có thể hãy bấm nút đăng ký kênh của em để không bỏ lỡ những thứ phim mới nhất từ Phượng Kỳ TV. Và trong cái video ngắn này thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một số các sản phẩm. Và cái sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn đó là một chiếc máy rửa bát đĩa của Panasonic LPTH4. Máy được sản xuất năm 2021 quý vị nhé. Còn rất mới, máy còn rất mới ạ. Như vậy là chiếc máy này họ mới sản xuất được 1 năm thôi. Và mùa đông thì sắp đến rồi. Những bàn tay búp măng, những bàn tay thon thả thì chúng ta hãy dùng để làm những việc khác. Còn đối với những chiếc bát đĩa dính dầu mỡ thì hãy để cho chiếc máy này nó xử lý hộ. Và chúng ta hãy dành thời gian đó để rèn luyện thể thao, phải không ạ? Và cái sản phẩm tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn đó là cặp loa Bose 301 Serie 5. Thì đây là một model mà cũng rất là nổi tiếng, nó chỉ sau thằng AV thôi. Thì đối với dòng Bose 301 Serie 5 này thì em vẫn bán về Việt Nam với mức giá là 9 triệu. Và với mức giá là 9 triệu thì em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và quý vị và các bạn đang xem video này và quý vị và các bạn ưng cái sản phẩm nào thì hãy chụp vào màn hình rồi gửi vào Zalo cho em nhé. Và cái sản phẩm tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn đó là cặp Bose 301 AV. Cặp loa này được sản xuất tại Canada quý vị nhé. Và đối với dòng Bose 301 AV này thì em cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều về chất âm của nó nữa, phải không ạ? Và em xin thông báo giá của cặp loa này em bán về Việt Nam với mức giá là 14.500.000. Và với mức giá là 14.500.000 thì em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Loa rất đẹp phải không ạ? Và cái sản phẩm tiếp theo là em muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn đó là một chiếc bình bông. Nó có chiều cao khoảng 32cm quý vị nhé. Và chiếc bình bông này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 3.800.000. Và với mức giá là 3.800.000 thì em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Đây là chiếc bình bông đời chữ viết ạ. Chiếc bình bông rất đẹp. Và cái sản phẩm tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn đó là chiếc SUV của Yamaha ISTS-800. Thì em xin thông báo là chiếc SUV này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 14.500.000 là em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. SUV cũng rất đẹp phải không ạ? Và kế bên là em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn hai chiếc bình bông. Hai chiếc bình bông cũng rất là đẹp phải không ạ? Một cái thì nó có lắp đậy ở trên. Chúng ta gọi là cái đôn hay là cái gì đó thì em không gọi là cái lư à? hay là gọi là cái gì em không nhớ nhỉ. Thông thường ở Việt Nam các bác thường gọi cái này là cái gì em không nhớ tên nữa. Thì hai chiếc bình này em bán về Việt Nam với mức giá là 3.200.000 một cái. Và với mức giá là 3.200.000 một cái thì em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Mọi chi tiết xin khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang chạy trên màn hình để biết rõ thêm thông tin về các sản phẩm. Và cái sản phẩm tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn đó là cặp loa Tannoy Sittling TV-Dub. Thì cặp loa này về trong tình trạng đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc luôn quý vị nhé. Em sẽ bao cho quý vị và các bạn đẹp xuất sắc. Và giá của cặp loa này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 62 triệu. Và với mức giá là 62 triệu thì em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang chạy trên màn hình để biết rõ thêm thông tin về các sản phẩm. Cặp loa này thì em đã, như đã nói là em sẽ bao cho quý vị và các bạn độ đẹp xuất sắc và độ nguyên bản của cặp loa này. Đây là cái e căng của loa. Loa còn rất đẹp. Và đi kèm theo cặp loa này đó là một chiếc chìa khóa để mở e căng quý vị nhé. Và đây là chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này thì đã có người mua rồi, cho nên là em sẽ không báo giá nữa. Và ở dưới em muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn đó là một chiếc Equalizer của hãng Marzang. Nó có model là EQ515. Thì chiếc Equalizer của hãng Marzang EQ515 này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 4 triệu. Và với mức giá là 4 triệu thì em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và tiện đây thì em sẽ mở
equalizer để quý vị và các bạn thấy được là cái equalizer này nó vẫn còn hoạt động rất là tốt, phải không ạ? Quý vị thấy đèn lướt của nó nhảy rất đẹp. Và ở dưới là chiếc equalizer của hãng Pioneer SG100 thì em đã bán, em xin phép để em không báo giá. Và chiếc CD Đờ Lông 1650AZ này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 8 triệu. Máy đẹp xuất sắc luôn, đẹp thiếu thùng xốp. Đây là điều khiển của CD. Và đây là điều khiển của chiếc Luckman. Chiếc Luckman 507F thì em đã bán, em không báo giá nữa. Và đây là ba chiếc bình bông cũng rất đẹp. Ba chiếc bình bông này thì nó có chiều cao tương đương với khoảng sấp xỉ 31 đến 32 cm quý vị nhé. Và giá của ba chiếc bình bông này thì em bán cả ba cái là 9 triệu. Ba cái 9 triệu là em sẽ bao đường bay về đến tận Việt Nam, về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Giá 3 triệu một cái là em sẽ bao ship trên toàn quốc quý vị nhé. Giá 3 triệu một cái là em sẽ bao ship toàn quốc đấy ạ. Bao ship về tận nhà luôn đấy ạ. Trong trường hợp vỡ em sẽ đền luôn quý vị và các bạn một cái tương tự. Và cái sản phẩm tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn đó là những dòng loa Buxell rất là nổi tiếng của hãng Tannoy. Và cặp loa này thì nó có tên là Tannoy CTM6NFM2 quý vị nhé. Cặp loa này thì được sản xuất tại Bhutan quý vị nhé. Được sản xuất tại Bhutan. Và cặp loa này thì quý vị và các bạn kê trong cái phòng khoảng 20m2, 30m2 thì nghe tiếng bass của nó rất là uy lực. Đối với dòng loa Buxell, quý vị nghĩ nó bé nhưng thực ra nó có võ đấy. Quý vị đừng nghĩ nó bé mà cái uy lực của nó không có. Thực ra là cái nội lực của nó rất là mạnh, mạnh kinh khủng luôn. Và quý vị và các bạn ưng cái sản phẩm này thì hãy nhắn tin vào Zalo cho em và em sẽ test âm thanh của những cặp loa Buxell này, của những dòng loa Buxell này, em sẽ đăng tải trên nhật ký của Zalo để quý vị và các bạn cùng vào chiêm ngưỡng, cùng vào thưởng thức chất âm của dòng loa Buxell Tannoy CTM6 này. Thì giá của cặp loa này em bán về Việt Nam với mức giá là 14.500.000 và với mức giá là 14.500.000 thì em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Em sẽ bao ship 14.500.000 này, em sẽ bao ship trên toàn quốc ạ. Chỉ với 14.500.000, quý vị sẽ sở hữu được một cặp loa Buxell rất là nổi tiếng của hãng Tannoy. Loa được sản xuất tại Bhutan, quý vị nhé. Cặp loa này được sản xuất tại Bhutan. Và đối với những dòng loa Tannoy thì quý vị và các bạn đã biết được đó là khả năng thanh khoản của nó rất là cao, phải không ạ? Và nếu như quý vị và các bạn muốn thay đổi cấu hình thì khả năng thanh khoản nó rất là dễ dàng. Và ở dưới là cặp loa của Onkyo D77RX. Thì cặp loa này nó có chiều cao khoảng 68cm và chiều ngang của nó là khoảng 40cm và chiều sâu của nó khoảng 33cm quý vị nhé. Và loa có cấu hình là một tép, một trung, một bát. Bát lòng ngoài khoảng 30. Bát lòng ngoài khoảng 30 phải không ạ? Đây là cặp loa mà quý vị và các bạn có thể vừa sử dụng để làm karaoke, vừa sử dụng để làm loa nghe nhạc vàng cũng rất là ok phải không ạ? Em đang đo cái chiều cao của nó. Cái chiều cao của nó rơi vào khoảng 67cm là chính xác. Và chiều ngang của nó xấp xỉ 40. Và chiều sâu của nó khoảng 32 quý vị nhé. Thì em đã đo ước chừng bên ngoài trước. Và trước khi em quay video thì em đã đo thử rồi. Và đây là cái e căng của loa. Thì cặp loa này cái e căng của nó đẹp xuất sắc luôn. Bởi vì cái e căng của nó không có hiện tượng điện sần sùi quý vị nhé. Và đây là hai cái e căng của loa và thông qua cái góc quay này thì quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được độ mới của e căng, phải không ạ? Và em đang đo cái chiều sâu của cặp loa thì chiều sâu cặp loa này nó có chiều sâu khoảng 32cm. Và cái sản phẩm tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn đó vẫn là dòng loa Buxell của hãng BWK805 Magic. Thì cặp loa này em bán về Việt Nam với mức giá là 17 triệu. Và với mức giá là 17 triệu thì em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Thì cặp loa này nó có chiều cao khoảng 40 hoặc là hơn 40cm một chút, điểm cao nhất quý vị nhé. Và chiều ngang mặt của nó, chiều ngang của nó khoảng 24cm. 805 Magic được sản xuất tại England, được sản xuất tại Anh Quốc quý vị nhé. Và nó có công suất là 120W một quả với trở kháng là 8 ohm. Thì đây là cặp loa rất là đáng chơi, rất đáng sưu tầm. Nếu như chúng ta kê ở cái phòng 30m2 thì nghe tiếng âm của nó rất là hay.
đặc biệt là các giải bát cũng rất là cao, sâu lắng, và giải chép thì nhuyễn và tơi. Và đối với dòng loa của BVK thì em không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa, phải không ạ? Những cặp loa này thì em khẳng định quý vị và các bạn rất khó lòng chúng ta có thể tìm được cái vết nào để chê trách, bởi vì bên ngoài của cặp loa rất là đẹp, từ e căng cho đến các tuyến loa bên trong còn rất đẹp, đẹp trong tình trạng xuất sắc luôn. Và ở dưới là cặp loa đã bị độ lại của hãng Koran quý vị nhé. Và nếu như quý vị muốn làm DI thì hãy liên hệ với em để mua cặp loa này. Em sẽ tháo hai cái bát và hai cái tép và giải phân tần của nó để em gửi về cho quý vị. Và giá của cặp loa này là 4 triệu rưỡi quý vị nhé. 4 triệu rưỡi là em sẽ tháo tất cả nội thất bên trong em gửi cho quý vị. Và tiếp theo là cái Equalizer của hãng Sunsui RG7. Thì chiếc Equal này em bán về Việt Nam với mức giá là 3 triệu nhé. Và ở dưới là cái giải mã của Delon DMD1550. Thì em bán 4 triệu là em sẽ bao đường bay, tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo ạ. Và ở dưới là chiếc CD DCD1510, em bán là 3 triệu, em bao đường bay, tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo. Và ở dưới là chiếc âm ly rất là nổi tiếng của hãng Sunsui AUD607XDKD, hoặc là chúng ta có thể gọi là chiếc âm ly chỉ vàng, 607 chỉ vàng. Thì chiếc âm ly này em bán là 10 triệu là em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Chỉ với 10 triệu cho một chiếc âm ly Sunsui AUD607XDKD đời chỉ vàng thì đó là một mức giá rất là hợp lý, phải không ạ? Và đây là một chiếc âm ly Delon 1500AE em đã bán, em xin phép em không báo giá. Và ở dưới là chiếc âm ly rất nổi tiếng của hãng Sunsui AU-Alpha 607LRA 25 mã. Và đây là một trong những chiếc âm ly rất nổi tiếng của hãng Sunsui, bởi vì tất cả những tinh hoa của hãng âm ly Sunsui họ sẽ tập trung vào những model LRA 25 mã. Và giá của chiếc âm ly này là 12 triệu. Và với mức giá là 12 triệu thì em sẽ bao ship về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi các video của em. Kính chúc quý vị và các bạn có buổi tối thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.